Nam Anh tuyên chiến với ông trùm đứng sau Bùi Quỳnh Hoa, phía tân Miss Universe Việt Nam có động thái đáp trả bất ngờ. Sau khi cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 tìm ra được hoa hậu là Bùi Quỳnh Hoa, thì nam em lại bày tỏ status chê bai. Mới đây nhất, Nam Anh còn đăng đàn tuyên chiến với ông trùm đứng sau tân hoa hậu. Sau đêm chung kết cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, nam em đã đăng tải một bài viết ngắn gọn chỉ vỏn vẹn một chữ để nhận xét chê. Ở phần bình luận, cô còn nhấn mạnh thêm, mai em xin tụng kinh sám hối tội sân si sao ạ. Kèm theo đó là hình ảnh biểu cảm của tân hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Sau đó cô lại đăng clip so sánh mình và Bùi Quỳnh Hoa với hai danh xưng là người chê và người bị chê. Không dừng lại ở đó, Nam Anh lại có những bình luận ủng hộ chia sẻ của nam em. Điều này khiến nhiều người chỉ trích hai chị em thị phi này. Mới đây, một tài khoản tên là TK được cho là ông trùm đứng sau Bùi Quỳnh Hoa đã lên tiếng chỉ trích Nam Anh và nam em liên tục tạo nghiệp khi nói xấu người khác. Hôm nay ta muốn nói hết sự thật, vì sao chị em con không nhận được đào tạo con không? Bởi vì trước kia từng nhận em con và đưa đi thi có được thành tích, chưa nói được lời cảm ơn, đã đi làm chuyện xấu, bảo sao bị đuổi khỏi nhóm, bị gieo bao tiếng xấu cho PT và TL. Con có nhớ lời nói cuối cùng khi bị tao đuổi không? Ăn bậy được nhưng không nói bậy được nhé con. Và luôn nghĩ con có bệnh nhiều nên nhiều lần tha thứ, đã không muốn nói gì về con. Rồi chị con là người chủ động gọi và nhắn tin cho tao, nhưng tao đã chủ động nhẹ nhàng và bảo sao nè. Tao mà bỏ tin nhắn lên đây là chốt hạ nhé, biết mình có bệnh thì đừng đi giao nghiệp nữa. Lời khuyên chân thành và cũng là lời cảnh cáo. Bao lần xin lỗi quay về là bao lần tái phạm, nhớ câu tao nói không, một con sâu làm xấu nồi canh, nên luôn có quy định ai làm bậy là tao đuổi ra khỏi nhà. Nhà này không ai làm cô thế nhé, con hiểu chưa, tém tém cái miệng lại đi, lo mà tĩnh tâm đừng chọc tao nổi điên. Nhắn tin cho cô gái sân si, tin nhắn và hình ảnh cô đi nói xấu ai và nói gì. Hôm đi thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, tôi lưu trữ đầy đủ, bảo sao tôi chưa bung ra, ba cái tên muốn hot cho hot như chim luôn. Trước vụ việc này, Nam Anh lên tiếng, treo giá bằng tất cả tài sản của tôi hiện có, nếu ai tìm ra được bằng chứng hợp tác giữa tôi và ông TK, cũng như bất kỳ mami nào khác, còn không có thì xin công lý một lần đứng lên. Ở một diễn biến khác, trước màn mỉa mai của nam em, Miss Universe 2023 Bùi Quỳnh Hoa đã có phản ứng trên mạng xã hội. Cô chia sẻ bài viết về dự án cộng đồng của mình. Bản thân Quỳnh Hoa là một người trẻ luôn quan tâm đến sức khỏe bản thân, đặc biệt là có cơ hội được biết đến và phòng tránh những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Nên Hoa hiểu hơn ai hết việc bảo vệ sức khỏe quan trọng như thế nào. Trong suốt nhiều năm qua, ngoài việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và mang đến được nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, một trong những quyết định đúng đắn nhất kể từ khi Hoa bắt đầu lên kế hoạch, ý tưởng và đồng hành cùng dự án W Project là tìm ra được một hướng đi phù hợp. Ngoài việc quan tâm đến sức khỏe, cơ thể của phụ nữ vùng sâu vùng xa, phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc những nơi không có nhiều cơ hội được tiếp cận đến y tế hiện đại nói chung, thì có một điều mà Quỳnh Hoa luôn trăn trở, liệu các chị em ở vùng núi cao đã biết đến những nguy hiểm liên quan đến bị phụ khoa hay không? Như chúng ta đã biết, với những nơi khó khăn xa xôi và còn lưu giữ những phong tục tập quán cũ, ở đó người dân chưa có được sự nhận thức đầy đủ để có thể quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân nói chung và các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản và sinh dục ở phụ nữ nói riêng. Bên cạnh đó, nàng hậu còn đăng tải loạt ảnh diện áo thun trắng và quần jean đơn giản đi làm từ thiện từ trước khi đăng quang. Hình ảnh này nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.